Trên giường là một nam và một nữ, họ là mẹ con, người con trai tên Lục Tam Đa hơn 20 tuổi, người phụ nữ tên là Vương Đại Ngư, khoảng 40 tuổi, ở bên cạnh, đứa bé đang gọi họ, ba, bà nội. Khi nghe tiếng, cả hai tỉnh giấc, chỉ cảm thấy giọng quen thuộc, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến họ kinh ngạc. Đây không phải là nhà của tôi cách đây 40 năm sao? Tôi đang mơ à? Tam Đa, sao con lại trở nên như vậy? Con không phải đã hơn 60 tuổi rồi sao? Tại sao bỗng dưng trở nên trẻ trung lại? Nhưng con chỉ có vẻ mới hơn 20 tuổi thôi. Mẹ cũng trẻ lại kìa, như là quay về tuổi 40 hoặc 50 ý nhỉ. Thật à? Thật rồi, tôi thật sự trẻ lại rồi. Đừng nói tôi trẻ đẹp như lúc trước nhé. Mẹ, bây giờ không phải là lúc tự khen đâu. Chúng ta giờ đây trong tình trạng gì đây nhỉ? Con nhớ chúng ta đang trên máy bay chứ? Tôi à, ta nhớ chúng ta đang trên chiếc máy bay riêng sang trọng, đi Mỹ thương lượng một giao dịch. Mẹ, con nhớ ra rồi, máy bay gặp nạn, rơi xuống biển, chúng ta đều thoát chết. Ta cũng nhớ ra rồi, khi mẹ con đang hồi tưởng, tiếng của đứa bé lại vang lên. Ba, bà nội. Quả. Đứa trẻ đã sống lại, hai người không dám tin và sờ vào tay nhỏ của đứa bé, cảm giác ấm áp thật sự. Ngày 6 tháng 3 năm 1979, đây là cách đây 40 năm, và cũng là ngày con tôi qua đời do đuối nước. Mọi thứ đều rất thực tế. Chúng ta đã sống lại sao? Sống lại, trong kiếp trước, Tam Đá nghiện cờ bạc. Vào ngày hôm đó, anh ta đã đánh mất mọi thứ trong nhà. Và vợ anh, Trần Mạn Linh, chỉ khóc vài tiếng, rồi bị Tam Đá đánh. Còn Vương Đại Ngư là một người mẹ chồng tàn ác. Vì không vừa lòng với việc Trần Mạn Linh sinh con gái, nên luôn dùng lời chế nhạo và lạnh lùng tàn nhẫn, không cho ăn no. Mỗi khi con dâu và con trai cãi nhau, Vương Đại Ngư luôn ủng hộ con trai. Nhìn thấy Trần Mạn Linh bị đánh, bà ta không chỉ không can ngăn, mà còn tát thêm một cái. Trần Mạn Linh buồn bã cất dọn vài món đồ, đưa đứa con về nhà mẹ. Nhưng ai ngờ khi đi qua bên bờ sông nhỏ, đứa trẻ không may trượt chân rơi xuống nước. Trần Mạn Linh không ngần ngại nhảy xuống sông cứu con. Mẹ con hai người đều đuối nước tử vong. Cái chết của mẹ con nghèo khổ đã gây ra sự chấn động trong làng. Người ta đổ lỗi Tam Đa và Vương Đại Ngư. Họ không thể ở lại nữa, buộc phải rời xa quê hương. Sau vài chục năm đấu tranh, họ trở thành tỷ phú có tiền tỷ. Nhưng cái chết của Trần Mạn Linh và cô con gái lại như một cái gai chọc thẳng vào tim họ. Hai người thường mơ thấy hình ảnh của Mạn Lâm và của Quả để chuộc tội. Tam Đa sống cả đời không lấy vợ, Vương Đại Ngư đến lúc qua đời vẫn không có cháu nối dõi. Tối hôm qua, Tam Đa say rượu, Vương Đại Ngư đưa anh ta về nhà. Khi đặt anh ta lên giường, Vương Đại Ngư cử động quá mạnh, va vào giường và ngất đi. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ, hai người vẫn chưa dậy. Trần Mạn Linh vì muốn đem đứa con đi, buộc phải mạnh dạn vào trong. Mẹ, Quả của ngoan, mẹ đi làm cháo rau cải. Mẹ, đúng là Mạn Linh, chúng ta đã sống lại thật rồi. Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn thượng đế đã cho chúng tôi mẹ con một cơ hội sống lại, và cũng cho chúng tôi cơ hội chuộc tội. Tôi sẽ không để bi kịch lặp lại. Tôi sẽ chuộc lời những lỗi lầm của kiếp trước, để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Mạn Linh, đừng ăn cháo rau cải, anh sẽ đi chuẩn bị đồ ăn. Đúng, để Tam Đa đi chuẩn bị đồ ăn. Quả của lại đây, bà nội bé. Trần Mạn Linh giật mình, Tam Đa và Vương Đại Ngư đang xảy ra chuyện gì vậy? Sao mà khi tỉnh dậy lại thấy như đổi người vậy? Hành xử quá kỳ lạ, điều này khiến Trần Mạn Linh lo lắng hơn. Cô lo sợ mẹ con nhà này lại gây rắc rối. Mẹ, Tam Đa, đứa bé không hiểu chuyện, làm phiền mọi người nghỉ ngơi rồi. Tôi sẽ đưa đứa bé ra ngoài. Hai người tiếp tục ngủ đi. Trần Mạn Linh nói xong, lo sợ, cô dẫn đứa bé ra ngoài. Trong phòng yên lặng đến lạ thường, hai người nhìn nhau một cái, bất ngờ phát ra tiếng cười. Mẹ, sống lại cảm giác quá tuyệt vời. Tiểu tử thối, từ hôm nay anh phải từ bỏ cờ bạc và rượu, phải đối xử tốt với con dâu của tôi. Nếu anh dám làm tổn thương cô ấy, tôi sẽ không tha cho anh. Mẹ cũng phải đối xử tốt với con gái con. Nếu mẹ con coi thường con bé vì là con gái, thì con không coi mẹ là mẹ của con. Tiểu tử thối, tôi sẽ không để cho anh cơ hội đó. Con cũng sẽ không để cho mẹ cơ hội đó. Mẹ, con gái con đói rồi, nhà ta hết lương thực rồi. Con sẽ lên núi để tìm đồ ăn cho vợ con. Nhiệm vụ của mẹ là bảo vệ vợ con. Nếu họ gặp bất kỳ sự cố nào, thì con sẽ không tha thứ cho mẹ. Anh hãy yên tâm. Nếu họ gặp bất kỳ sự cố nào, tôi sẽ đi chết một lần nữa. Nhanh lên, đừng nói nhiều. Nhanh chóng đi tìm đồ ăn cho vợ và con gái anh. Để họ không đói, tôi sẽ chịu trách nhiệm ở đây. Tam Đa rất vui vẻ, anh ta cười hạnh phúc khi đi. Người này có lẽ đã điên rồi phải không? Đừng nói nữa, có vẻ như có các triệu chứng của bệnh lạ giống ông tôi. Dựa vào ký ức từ kiếp trước, Tam Đa đã đến một nơi ở sau núi. Theo hướng nhớ, anh ta lấy cái xẻng và bắt đầu đào. Sau một thời gian đào, anh thực sự đã thấy một ít khoai lang đỏ. Đó là những gì anh đã tìm thấy từ một cái hang chuột trước đó trên núi. Anh đã đào ra nhiều thứ ăn từ đó và cho ở đây. Những con chuột đáng thương đã bị Tam Đa cướp mất đồ ăn như vậy. Khoai lang được bảo quản rất tốt, không hỏng cũng không nảy mầm. Chẳng mất bao lâu, anh đã đào ra một đống nhỏ, cỡ khoảng 10 cân. Sau đó lại đào tiếp, đào ra một ít khoai tây nhỏ, cũng khoảng 10 cân. Ngoài những thứ này, anh còn đào ra 5 cân đậu nành, 5 cân lạc, 5 cân hạt dưa, 5 cân hồ đào, 5 cân hạt rẻ cười. Được rồi, đạo diễn, anh nghĩ con chuột này mở chợ rau à? Và củ của à? Mọi thứ đều khoảng 5 cân cả à? Đừng quá đà nha. Vì diễn viên chính đã phát biểu, thì hãy đào như vậy thôi. Nhưng vào thời điểm này, chuột đã có chuyện muốn nói. Anh em ơi, tôi là một con chuột, nhưng cậu là một con chó đấy. Cậu tự cao tự đại, cậu có ổn không? Cậu lấy đồ của tôi để chiếu vợ con à? Cậu không chút gì dành cho tôi cả à? Tôi không có gia đình sao? Đạo diễn hãy giúp tôi phát cho người bạn chuột này một bài hát.
Mọi người đều tái sinh một mình, nhưng Lục Tam Đa lại tái sinh cùng mẹ của mình từ kiếp trước. Một người là chồng tồi tệ, một người là mẹ chồng tồi tệ. Trải qua một cuộc đời mới, họ bắt đầu bù đắp những nỗi tiếc từ kiếp trước. Ở phần trước, Lục Tam Đa tìm thấy thức ăn đã giấu trước đó. Sau khi đựng hết vào bao, anh ta vội vã chạy về nhà. Anh ta sợ chỉ muộn một phút, Trần Mạn Linh và con gái sẽ về nhà mẹ đẻ và rồi một đi không trở về. Trong khi đó, vào thời điểm này, Vương Đại Ngư đang ngồi cùng với con dâu và cháu gái trong sân. Ngày hôm nay của kiếp trước, con dâu và cháu gái rơi xuống nước vô tình. Kết thúc cuộc đời, nhiệm vụ của cô ngày hôm nay là để trông nom hai mẹ con này, không để bi kịch lặp lại. Mạn Linh, đừng buồn nữa nhé, hãy yên tâm, mẹ sẽ không để Tam Đa đối xử ác với con nữa. Mẹ, hãy vui vẻ lên. Đúng rồi, nói đúng lắm. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là phải vui vẻ. Một gia đình phải ở bên nhau đúng nghĩa. Trần Mạn Linh vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng. Hôm nay bà mẹ chồng rất kỳ lạ, luôn nhìn chằm chằm vào cô và cháu gái và luôn nói những điều kỳ lạ. Điều này làm cô cảm thấy lo lắng một chút. Lưu Tam Đa với hàng chục ký thực phẩm cuối cùng đã về nhà. Nhìn thấy mẹ, vợ và con gái ngồi ngay trong sân, anh ta cảm thấy nhẹ nhõm. Mẹ làm tốt lắm, con có lời khen. Tôi làm được, anh yên tâm. Mạn Linh à, anh mang đồ ăn về đây rồi. Đây là khoai lang, đây là khoai tây và còn đậu nành, lạc, hạt dưa, hạt óc chó, hạt hạnh nhân và hạt dẻ cưới. Nhiều đồ ăn quá, anh ta lấy ở đâu ra? Anh ta định làm gì vậy? Nhiều tử thối, chắc chắn là đi ăn trộm. Tôi tuyên bố với anh, nhanh chóng trả lại những thứ này đi. Nếu không, tôi sẽ đánh chết anh. Trần Mạn Linh sửng sốt, mẹ chồng luôn có tính tình bạo lực, nhưng chỉ đối với cô và cô cháu gái. Với Lưu Tam Đa, luôn dịu dàng như cừu non. Nhưng lúc này nhìn thấy mẹ chồng đánh Lưu Tam Đa và la hét, Trần Mạn Linh mắt trừng to ra. Sao mẹ lại như thế? Cái này con đào từ hang chuột ra. Nếu không tin, mẹ đi kiểm tra. Có ngôi nhà đó, ở sau đỉnh núi, dưới gốc cây thông lớn. Anh nói thật à? Tất nhiên là thật rồi. Hang chuột này là con đào từ kiếp trước đấy. Đồ vật ấy được ẩn dưới gốc cây thông lớn. Con nhớ rõ, có chuyện này à? Không ngờ anh còn giữ lại. Vậy hãy châm lửa, nướng khoai lang và khoai tây. Không lâu sau, khoai lang và khoai tây đã nướng chín. Toàn bộ sân nhà đều lan tỏa hương thơm. Trần Mạn Linh, con gái, thưởng thức khoai lang nướng đi. Mạn Linh nhìn một lúc, không nói một lời. Mỗi lần ăn cơm trước đây, luôn là Tam Đa và mẹ chồng ăn trước. Cô và con gái ăn những gì còn lại? Đôi khi bữa cơm không đủ, cô chỉ có thể đói bụng cùng với con cái. Cô nhớ lại câu mẹ chồng thường nói, một đống hàng lộ, không có gì quý giá. Khi suy nghĩ về điều vừa xảy ra, Tam Đa và Vương Đại Ngư đã nói chuyện riêng. Trần Mạn Linh nghi ngờ động cơ của mẹ con này. Em và con không đói. Mẹ và chồng ăn trước, bà nội và ba ăn trước, con và mẹ không đói. Nhìn con cái nhỏ tuổi mà lại biết nhường nhịn như vậy, trái tim của Tam Đa đau lòng. Vương Đại Ngư muốn tát mình vài cái. Mẹ, kiếp trước chúng ta thực sự là quỷ ám quá. Mạn Linh và con cái lại sợ chúng ta đến như vậy, không dám ăn cơm. Một nàng dâu tốt như vậy, không tìm thấy dù là soi đèn. Kiếp trước tôi lại khó chịu với cô ấy, luôn làm khó cô ấy, mắng cô như một con lợn. Bảo bối, bà nội và ba không đói, con và mẹ ăn trước. Trước đây bà ta luôn gọi con gái là bọn độ vốn. Trước khi nào bà ta gọi là bảo bối? Hôm nay liệu Tam Đa và mẹ chồng có đang điên không? Hai người này chắc chắn đang âm mưu gì đó. Mẹ, con và cháu thực sự không đói. Mọi người ăn trước đi. Vương Đại Ngư biết Trần Mạn Linh sẽ không tin tưởng vào mình ngay lập tức, cô chỉ có thể biểu hiện bằng hành động. Cháu ngoan, mau đến ăn khoai lang nướng của bà nội đi. Khoai lang nướng của bà thơm ngon lắm đấy. Trẻ con dễ bị dụ, những củ khoai lang nướng thơm phức đối với đứa bé chưa từng được ăn no, đó là một cám dỗ. Con bé không kìm được cắn một miếng. Đã bảo con gái ăn, mẹ chồng lại tiếp tục tự tay cho con gái ăn. Trời ơi, thế giới này có vẻ đã điên rồi. Tiểu tử thối, con ngồi đó làm gì? Mau bóc khoai lang cho vợ anh ăn. Mẹ, mẹ có thể nhỏ tiếng lại không? Làm sợ vợ con rồi kìa. So với vẻ dịu dàng mới đây của mẹ thì đột nhiên lạ quá. Tiểu tử này biết lo cho vợ rồi. Được, sau này mẹ sẽ chú ý. Mẹ, con không yếu đuối như vậy, không cần phải chú ý đâu. Mẹ phải chú ý, vợ con nhút nhát, không chịu được việc mẹ làm. Mạn Linh mau ăn đi, em thực sự không đói. Anh ăn trước đi. Làm sao, sao lại để cho anh? Mở miệng ra nào. Em tự ăn. Từ khi kết hôn đến giờ, Tam Đa chưa bao giờ đối xử tốt với Mạn Linh như vậy. Điều này khiến Mạn Linh cảm thấy như đang mơ. Khi quả quả đã ăn no ngủ say trong vòng tay của Vương Đại Ngư, điều này khiến Mạn Linh cảm thấy rất sợ hãi. Cô không bao giờ dám nhờ mẹ chồng trông con, nhưng hôm nay mẹ chồng lại cố giữ con không buông ra. Liệu có phải là muốn bán của cô cho kẻ buôn người không? Càng nghĩ càng sợ, đột nhiên cô khóc. Mẹ, Tam Đa, con biết mẹ không thích cháu gái, nhưng xin mẹ đừng bán của quả, nó là cả cuộc sống của con. Mạn Linh, trước đây anh và mẹ đã không tốt với em, chúng tôi xin lỗi em. Mẹ mau xin lỗi con dâu đi. Con dâu trước đây là mẹ đã sai. Xin lỗi con. Mạn Linh không thể tin vào đôi tai của mình. Tối qua Tam Đa và mẹ chồng còn đánh mắng cô, hôm nay lại thay đổi. Mạn Linh, chúng tôi thực sự hối cải. Sau này, chúng tôi nhất định sẽ cho em và con sống một cuộc sống tốt đẹp. Bây giờ em không tin cũng được, thời gian sẽ chứng minh mọi điều. Đúng, mẹ và Tam Đa thực sự hối cải. Mạn Linh, con vào của và trong ngủ nghỉ đi. Mạn Linh thở phào, đưa theo con vào trong phòng. Những gì xảy ra hôm nay làm cô bồi rồi lắm. Tiểu tử, anh phải nghĩ cách kiếm tiền nhanh. Nếu không làm đói con dâu và cháu gái tôi chém chết anh. Mẹ đừng dùng, những hạt đậu phộng đó là vốn khởi đầu tiên của con. Anh đừng có dùng để đánh bạc nhé, đây là để cho con dâu và cháu gái tôi ăn. Cùng mẹ tái sinh, trở về thập niên 80, để vợ con có đủ đồ ăn bổ dưỡng, mẹ và tôi cùng bắt đầu kiếm tiền. Con tự động thủ không động khẩu. Con tự động khẩu không động thủ, con là con của mẹ đấy.
Mạn Linh và Quả Quả vẫn là con dâu và cháu gái ruột của tôi. Tiểu tử, tôi cảnh báo anh đấy, nếu anh dám mang những thứ này đi đánh bạc, tôi sẽ khiến anh biết mùi đất. Nói, anh muốn dùng những thứ này làm gì? Ở thành phố có rạp chiếu phim, xem phim toàn người trẻ, mẹ làm những món như đậu phộng, hạt dưa đen đi bán, đó không phải là tiền sao? Ôi, sao mẹ quên mất nhỉ? Đợi mẹ sẽ làm ngay, cho còn món hạt ngũ vị siêu cay. Tăng đã đóng gói những món hạt ngon của Vương Đại Ngư bằng tờ báo cũ, từng túi treo trên người. Mẹ, con đi đây, mẹ ở nhà đừng đi đâu, chăm sóc vợ con của con, đừng để họ đi ra bờ sông, nếu có chuyện gì xảy ra, con cũng không muốn sống nữa. À, tiểu tử này đe dọa mẹ à? Nhanh chóng biến đi kiếm tiền mua đồ ăn cho vợ con. Hôm nay nếu con không kiếm được tiền thì đừng quay về đây. Đã nhận, cam kết hoàn thành nhiệm vụ. Thị trấn cách làng 10 dặm, mất hơn 1 giờ đi bộ. Tam Đa không dám chần chừ, đi nhanh như bay. Nhưng với tốc độ này của anh ta, khi đến rạp chiếu phim, phim đã kết thúc. Để không làm mất thời gian của mọi người, đạo diễn đã tăng tốc độ, xe đạp tự xuất hiện. Có đi không? Thực sự, đạo diễn đôi khi cảm thấy anh thật kỳ cục, thật lố bịch. Nghe âm nhạc nền quen thuộc này, liệu bạn có nhớ đến một người quen không? Tên anh ấy là Trần Que. Trước có Trần Que bán áo thun trên Tốc Tốc, nay có lúc Tam Đa bán đồ ăn. Có xe đạp thì nhanh chóng. Sau một lúc, anh ta đã đến cửa rạp chiếu phim. Hiện nay, phim âm thanh súng của Cục Tình báo đang diễn ra trên toàn quốc. Mỗi buổi đều bán đầy, vé phim cũng không đắt 2 xu và 5 xu. Một hàng dài người chờ mua vé, Tam Đa cảm thấy một chút vui vẻ trong lòng. Nhưng anh ta không dám kêu to lên, sợ bị kết tội gây rối trật tự. Anh ta chọn tiếng gần một cách im lặng, chỉ chọn những cặp đôi làm mục tiêu. Đồng chí, hạt vừa xào, tẩm ướp ngũ vị thơm ngon đây. Người đàn ông vừa muốn nói không, nhưng cô gái bên cạnh lại chạm vào anh ta. Thời gian này thức ăn khan hiếm, thường thì muốn ăn hạt cũng không dễ dàng. Đúng như dự đoán, khi bạn gái muốn ăn, người đàn ông liền hỏi nhỏ, bán hạt giá bao nhiêu? Hạt 5 xu một túi, 5 xu thật không rẻ. Gạo và bột chỉ 2 xu một cân, một túi hạt có thể mua được hơn 2 cân gạo và bột. Nhưng có người muốn ăn bên cạnh, dù muốn hay không, người đàn ông cũng phải trả tiền để mua túi hạt. Có ngay, cô gái không thể chờ đợi nữa, lấy ngay hạt. Ngay lúc đó cô ấy bắt đầu ăn, thật ngon. Người dân ngày này rất nhạy cảm với việc ăn uống, hương vị thơm phức, liền thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Nhìn thấy có người bán hạt, tất cả đều tiến lại gần một cách im lặng. Chưa đầy một lúc, tất cả hạt của Tam Đa đã bán hết, thậm chí còn có người không kịp mua, làm họ tức điên lên. 15 đồng, cảm giác thật sự tuyệt vời. Tam Đa nhặt tiền, sẵn sàng đi mua một số đồ dùng hàng ngày, nhưng vì không có phiếu, nên chỉ có thể đi giao dịch ở chợ đen. Đôi giày này bán bao nhiêu? Gạo và bột đều là 4 xu một cân, một quả trứng 1 xu, thịt heo 1 đồng 1 cân, có thể bán rẻ hơn không? Không thể, nếu không phải con rể tôi làm việc ở nhà máy chế biến thịt, cậu không mua được một ít thịt này đâu. 10 cân bột mì, 10 cân gạo, 2 cân thịt heo, 3 quả trứng, tiền vừa kiếm được gần như hết bởi Tam Đa tiêu, nhưng không có cách nào, vì không có phiếu thực phẩm. Sau khi Tam Đa đi, bà Đại Ngư đứng trước cửa nhà và không dám rời đi, chẳng dám bước ra, nhưng ai có thể biết được rằng bà ấy quá mệt, ngồi một lúc đã ngủ. Khi bà ấy mở mắt, con dâu và cháu gái biến mất. Tôi rồi, liệu sống lại một lần nữa? Tôi vẫn không thể tránh khỏi số phận mất con dâu và cháu gái. Không, họ không thể chết. Đi ra sông, đúng đi ra sông. Vào thời điểm này, Trần Mạn Linh đang ở bên bờ sông. Sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy mẹ chồng ngủ ở cửa nhà, nên không làm phiền bà, mà dẫn cô ra bờ sông để giặt quần áo. Cô ấy luôn làm việc chăm chỉ, tất cả quần áo trong nhà, bao gồm cả của mẹ chồng, đều do cô ấy giặt. Đó không phải là Trần Mạn Linh sao? Người phụ nữ này là Tiểu Thủy, vợ của Vương Đại Phát. Vì Trần Mạn Linh quá xinh đẹp, mọi người đàn ông trong làng ai cũng muốn nhìn thêm một chút. Lần trước, cô ta đã cãi nhau với chồng vì điều này. Vương Đại Phát đã tát cô ta một cái. Điều này khiến cô ta giữ hận thù với Trần Mạn Linh. Tại sao lại đạp vào chồng của tôi? Ồ, xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Đến đây, tôi sẽ giúp cô lấy lại. Tiểu Thủy nói rằng sẽ giúp nhưng thực tế lại ném quần áo. Sao cô có thể ném quần áo của tôi xuống sông? Cô thấy tôi ném quần áo của cô ở đâu? Cô đã thả quần áo của cô xuống sông mà. Chính cô đã thả, cô vẫn không thừa nhận. Trần Mạn Linh không bao giờ thích cãi nhau với người khác, nhưng hôm nay cô ấy thực sự tức giận. Quần áo này là của mẹ chồng, nếu mất, chắc chắn cô ấy sẽ bị mắng. Cô phải bồi thường quần áo cho tôi. Ồ, tôi giúp cô lấy quần áo, cô lại tự mình thả quần áo xuống sông, lại đổ lỗi cho người khác. Cô định lừa tôi à? Cô nói dối, rõ ràng là cô đã ném quần áo của tôi. Ai thấy được? Ai đã thấy tôi ném quần áo của cô ta không? Mọi người đến đây cho ý kiến. Khi Tiểu Thủy gào lên, vài người vợ giặt đồ ở gần đó liền đến xung quanh. Vì Trần Mạn Linh có học và còn xinh đẹp, chồng họ thấy Trần Mạn Linh, nhìn cô ấy như keo dính. Họ đều ghen tị Trần Mạn Linh. Mọi người đều cho ý kiến đi. Cô ta tự làm đồ cho. Quần áo rơi hết xuống đất. Tôi đã giúp cô ta lấy lại. Cô ta lại đổ lỗi cho tôi ném quần áo của cô ta xuống sông. Đúng là cô ấy đã đá chậu của tôi và cô ấy đã ném quần áo của tôi xuống sông. Ai đã thấy điều này? Không thấy, tôi không thấy. Có lẽ cô ấy đã tự làm rơi quần áo xuống sông. Sợ về nhà bị mắng nên đổ lỗi cho Tiểu Thủy. Mẹ chồng của cô ấy quả thực rất hung hãn, luôn la mắng hoặc đánh hàng ngày. Ôi chao, tôi còn nghe nói mỗi khi Lục Tam Đa thua tiền thì sẽ đánh vợ. Chắc hôm nay cô ấy sẽ bị đánh không nhẹ. Mẹ bị bọn người trong làng lăng nhục, con cái nhỏ trở nên cứng rắn bênh vực mẹ. Đừng ai dám bắt nạt mẹ tôi. Tôi sẽ chết vì cười mất. Một con gà con còn biết bảo vệ mẹ già. Hôm nay để tôi dạy các người làm người. Anh, có phải là các người đánh con dâu của tôi không?
Tiểu Thủy, bà Vương đã đến. Khi nào mà Vương Đại Ngưu lại quan tâm đến cô ta, tôi sẽ giết cô ta, cũng là giúp Vương Đại Ngưu nhổ một cái gai trong mắt. Tiểu Thủy, đứng yên đó. Dám bắt nạt con dâu và cháu gái của tôi. Xem tôi trừng trị cô. Bà Vương, con dâu bà đã cố ý ném quần áo của bà xuống sông. Tôi đang giúp bà dạy họ bài học đó. Trần Mạn Linh sợ khóc, không ngờ Tiểu Thủy lại phản công. Nếu Vương Đại Ngưu tin Tiểu Thủy, chắc chắn cô ấy sẽ bị đánh và mắng khi về nhà. Con dâu của tôi không cần cô dạy, cô hãy thú nhận điều đó với tôi. Cô có phải là người đã ném quần áo của tôi xuống sông không? Lại làm bẩn trên người con dâu tôi à? Tiểu Thủy và mấy bà cô đang xem đều bị sốc. Hôm nay Vương Đại Ngưu có vẻ khác thường. Không, không phải, không nói thật. Bà già tôi sẽ xé xác cô. Bà nội, cô ta nói, quả quả và mẹ là giày cũ. Quả quả và mẹ không phải là giày cũ. Quả quả và mẹ là giày mới. Bảo bối, có mỗi cô ta nói vậy à? Họ cũng nói đó. Không không, tôi không nói. Không phải tôi nói. Giang nói xấu về con dâu và cháu gái tôi. Đạo diễn đổ nước vào họ cho tôi. Nhìn Vương Đại Ngưu tức giận, đạo diễn cũng không dám làm phiền, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Nếu tôi nghe thấy nữa các câu nói xấu sau lưng con dâu và cháu gái của tôi, hoặc bắt nạt họ, tôi sẽ đứng trước cửa nhà cô mỗi ngày. Không dám nữa. Tôi cũng không dám nữa. Tất cả cút đi. Tôi có nói để cô đi chưa? Muốn đi thì được. Nhưng trước hết hãy bồi thường quần áo của bà già này. Quần áo của bà Vương thực sự không phải là tôi ném. Con đánh nhẹ quá à? Bà già này sẽ đánh cho cô ổn máu. Xem cô có nói thật không? Nhìn Vương Đại Ngưu giơ quyển sắt lên sẽ chém xuống. Tiểu Thủy sợ rồi. Quần áo của bà Vương là tôi ném xuống sông. Tôi chỉ muốn đổ lỗi. Trần Mạn Linh, tôi bồi thường, tôi bồi thường. 5 cân phiếu mì, thêm 20 đồng. Quần áo rẻ tiền, giá trị 5 cân phiếu mì, 20 đồng, bà Vương. Nếu không muốn bồi thường, cô đã từng thấy quyển sách như thế chưa? Tôi bồi thường, tôi bồi thường. Vừa đủ 20 đồng, 5 cân phiếu mì. Đưa đây, con dâu đây là chi phí tổn thất tinh thần của con. Con nhận đi. Mẹ con không cần, tiền này để mua lương thực cho gia đình, chuyện ăn uống cho nhà mẹ và tan đa lo. Đây là tiền tiêu vào cho con. Tôi giận chết mất, tiết kiệm được nhiều tiền như vậy mất rồi. Tất cả đã trôi hết, bà Vương Đại Ngưu bị gì thế? Sao lại thay đổi rồi? Bà Vương Đại Ngưu và con dâu về đến nhà. Lúc Tam Đa cũng vừa về, nhìn thấy vợ và con cái bình an, anh cười tê tết. Mẹ, Mạn Linh, anh đã mua đồ ngon về. Trần Mạn Linh không nói gì, cô ấy vẫn chưa bình tĩnh từ tình huống trước đó. Những người khác luôn bắt nạt cô ấy. Mẹ chồng chưa bao giờ bảo vệ cô ấy, nhưng bà lại vừa mới bảo vệ cô ấy và củ quả. Dường như rất kỳ lạ khiến cô ấy không tin được. Tiêu tử thối này thật có tai. Mì và thịt. Bà còn có trứng nữa. Quả, nhanh lên, xem bà mua thịt rồi. Bảo bối, xem có nhiều đồ ngon thế này. Muốn ăn gì, bà nội sẽ nấu cho cháu. Bà nội cháu muốn ăn thịt. Được, bà sẽ nấu thịt. Mẹ, con giúp mẹ. Tiểu tử, từ nay trở đi, anh đảm nhận làm vợ vui vẻ. Tôi đảm nhận việc nấu cơm, đi nhanh. Mẹ thật là quyết đoán. Tam Đa, tiền mua thịt mì anh lấy ở đâu? Anh làm gì có? An tâm đi, tiền này không phải ăn cắp, không phải đánh bạc, mà là tiền anh kiếm được. Ô, tiền kiếm được. Đúng rồi, anh đã nhờ mẹ làm món hạt ngũ vị, rồi bán ở thành phố. Tiền bán đó mua được mì và thịt này đây. Anh ta làm sao lại nghĩ đến việc kinh doanh và biết lo cho gia đình? Tiền này thật sự là anh kiếm được. Anh còn có mùi đồ ăn trên người. Không tin thì người thử xem. Mạn Linh, anh và mẹ thật sự biết lỗi rồi. Anh và mẹ nói sẽ đem lại cuộc sống tốt cho em và của quả, và chắc chắn sẽ làm được. Trên Mạn Linh lo lắng rối bời, sợ rằng đây là một âm mưu của Lục Tam Đa và mẹ chồng. Cô thật sự sợ bị ngược đãi. Mạn Linh, mau ăn đi, ăn thêm thịt nữa, và còn có tiết heo nữa, nó bổ máu đấy. Tốt cho sức khỏe. Trần Mạn Linh nhanh chóng gật đầu. Mẹ chồng sao lại đột nhiên nhiệt tình thế này? Trước đây bà chưa từng vào bếp, có phải là đã cho chất độc vào đồ ăn không? Mẹ ăn đi. Trần Mạn Linh gắp một miếng thịt, sẵn sàng để cho vào bát của Vương Đại Ngưu. Có chất độc không? Mẹ chồng thử một miếng sẽ biết. Con dâu thật hiếu thảo. Được, mẹ ăn. Vợ, mẹ cũng không phải là không biết gắp. Em ăn của em, mẹ ăn của mẹ, đúng không mẹ? Phải, Mạn Linh, con ăn đi. Mẹ tự gắp được. Tiểu tử, có vợ rồi quên mẹ rồi à? Kế hoạch của Mạn Linh thất bại. Mẹ chồng không ăn. Trần Mạn Linh hoàn toàn không dám cầm đũa. May mắn là mẹ chồng ngay lập tức nhai miếng thịt, cô mới cảm thấy yên tâm lại. Thịt thật là thơm đấy. Con trai và mẹ tái sinh, trở về thập niên 80, sẵn sàng bắt đầu kinh doanh. Còn hai quả trứng nữa, Mạn Linh, quả của mỗi người một quả. Trần Mạn Linh giờ đây cảm thấy mắt mình sắp mờ đi. Những quả trứng trước đây đều được mẹ chồng và Lục Tam Đa ăn. Liệu nhà này có thực sự sắp thay đổi không? Tiểu tử, đêm nay anh ngủ phòng ngoài. Tại sao vậy? Mẹ, con muốn gặp vợ. Anh có vợ rồi mà không biết à? Tiểu tử, anh nên nghĩ về cách kiếm tiền, chăm sóc vợ con cho đúng, nhanh thêm một đứa con thứ hai. Vợ có đứa thứ hai sẽ có áp lực đấy. Mặc dù bên trong không hề muốn, nhưng Lục Tam Đa vẫn nghe theo lời mẹ. Nhà có ba phòng, Vương Đại Ngưu ở phòng đông, Trần Mạn Linh và cô cùng ngủ ở phòng tây. Tam Đa ngủ trên chiếc giường nhỏ trong phòng ngoài. Tài sinh, người ta có hệ thống gì đó, ông trời cũng không ban cho tôi một ngón tay vàng. Ở nơi hoang sơ như thế này, tôi có thể ăn gì đây? Nghĩ tới đây, Tam Đa ngủ thiếp đi. Nơi này là đâu vậy? Ồ, đây là cây khoai. Ồ, củ khoai lang này to quá, tôi sẽ đào tất cả chúng về.
sợ chết tôi rồi, thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác thật quá, và nơi trong giấc mơ cũng quen thuộc, như là ở phía sau núi. Tiểu tử dậy ăn sáng, ăn xong, nhanh chóng đi mua đồ ăn cho con dâu và cháu gái tôi. Mẹ, sau khi sống lại, trong mắt mẹ chỉ còn con dâu và cháu gái. Con cảm thấy mẹ như là một kẻ không biết xấu hổ. Mẹ, đừng gọi vợ và con gái con ngay bây giờ. Hãy để họ ngủ thêm chút nữa. Anh đang dạy tôi làm sao hả? Tôi đã nấu cơm từ sáng sớm. Họ tỉnh giấc khi nào, ăn bữa sáng khi nào, tôi sẽ sẵn lòng phục vụ. Đúng vậy, mẹ vẫn giỏi như xưa. Tanda, tôi hỏi anh, hôm nay anh dự định kiếm tiền như thế nào? Mẹ, không giấu mẹ, tối qua con đã mơ thấy ở phía sau đồi có một khu rừng khoai lang hoang dã. Con định đi thử vận may. Ồ, có tin cậy không? Có hay không thử một lần sẽ biết. Không biết có phải là ngón tay vàng mà ông trời đã ban cho con không? Được, thì anh cứ đi thử. Ăn sáng xong, lúc Tanda cầm cái xẻng và mang theo một giỏ lên núi sau, anh ta muốn kiểm tra xem giấc mơ tối qua có thực sự không. Đây là khu rừng khoai lang như trong giấc mơ, hoàn toàn giống nhau. Thật sự là khoai lang. Chắc chắn là trong kiếp trước tôi đã viết một tờ di chúc và quyên góp toàn bộ tài sản trăm tỷ cho đất nước. Ông trời nhìn vào tôi khi quyên góp tài sản, mới ban cho tôi ngón tay vàng. Thật là thích thú, thật là thích thú. Tanda vui vẻ bắt đầu đào khoai lang. Chẳng mất bao lâu anh đã đào được một giỏ khoai lang. Nếu đào tiếp, anh ta sẽ không thể cầm được nữa. May mắn rằng khu vực khoai lang này rất kín đáo, người khác không thể phát hiện ra, nên không cần phải vội vã. Sau khi đào xong, anh vui vẻ mang túi khoai lang về nhà. Ồ không, đã 10 giờ rồi, làm sao mình ngủ quên thế nhỉ? Lại trễ khi chuẩn bị bữa sáng, chắc chắn sẽ bị mẹ chồng mắng một trận. Mạn Linh đã thức dậy rồi. Mẹ, con xin lỗi, con ngủ quên rồi. Mẹ đợi con sẽ đi nấu ăn ngay. Không cần rồi, món ăn đã xong rồi, chỉ đợi con dậy và ăn thôi. Mạn Linh nghi mình đã nghe nhầm. Kể từ khi kết hôn, mẹ chồng hàng ngày đều dậy muộn. Hôm nay, để nấu bữa sáng, mẹ chồng chắc đang chế giễu mình. Mẹ, là lỗi của con, xin mẹ đừng giận, con sẽ đi nấu ngay. Nhìn này, đã xong rồi đấy. Khoai ngay đang đi, cả Tanda và mẹ đã ăn rồi, chỉ chờ con và cổ của thôi. Liệu có phải qua đêm, mẹ chồng và Tanda đã thực sự hối cải không? Mẹ, Mạn Linh, con gái, tôi đã về đây rồi. Ba, và hoa thật đẹp. Trong đó có gì? Mẹ hãy xem đi. Ôi trời, tiểu tử này, anh đã nói đúng rồi. Sau khi Vương Đại Ngư nói xong, bà ấy mới nhận ra mình gần như tiết lộ. Bà nhanh chóng bịt miệng lại. Đây là bí mật của bà ấy và Tanda, không thể tiết lộ dù là sắp chết. Ba, hoa là cho con à? Quả quả và mẹ đều là mỹ nhân. Hoa sẽ tặng mỗi người một nửa được không? Được à, mẹ là mỹ nhân lớn, quả quả là mỹ nhân nhỏ. Mạn Linh, đây là hoa anh tự hái đó. Tặng em đây. Trần Mạn Linh nhìn thấy Tanda mang hoa tặng mình, vừa ngượng vừa vội. Điều này chỉ có trong phim chứ sao? Tanda, anh đừng học theo lối sống của tầng lớp tư sản đấy. Vợ ơi, tại sao lại ngượng như vậy? Mẹ, con đã lấy về khoai lang, chúng ta sẽ làm gì với nó để kiếm tiền? Trong trường hợp này, hãy làm bánh và bán đi. Bánh? Quả quả, con muốn ăn bánh khoai mà bà nội làm không? Cháu muốn ăn. Con đợi à? Không nghe cháu tôi nói muốn ăn bánh khoai à? Sao không nhanh chóng rửa sạch khoai này? Mẹ, con mới vừa đào được nửa ngày, rồi còn mang từ trên núi về. Mẹ không thể không xót thương cho con sao? Tôi còn muốn xót thương cho anh, nhưng ai xót thương tôi, cháu và con dâu. Con hiểu rồi, con chẳng là gì trong lòng mẹ. Trong lòng mẹ chỉ có Mạn Linh và của quả. Con có phải là quà đi kèm khi nạp tiền không? Mẹ, Tanda mệt rồi, để con giúp rửa. Mạn Linh, anh không mệt đâu, anh chỉ đùa với mẹ thôi. Mạn Linh, con cùng quả cùng nghỉ trước đi. Mẹ và Tanda sẽ xử lý khoai này. Tái sinh trở lại thập niên 80 và những loại bánh ngọt mà mọi người chưa từng thấy và lại kiếm được tiền. Bây giờ thế nào? Làm bánh thay cần đường, nhà ta không có đường, bây giờ làm việc hữu ích rồi. Phải làm sao bây giờ? Tiểu tử, mẹ có thể dùng đường an toàn không? Đường an toàn không ngon như đường màu trắng, nhưng chỉ còn cách này thôi. Không đúng. Tiểu tử, ở đâu mà có đường an toàn? Ở kiếp trước con giấu một gói đường an toàn ngay trên cánh đồng của nhà ta. Tiểu tử này đã giấu bao nhiêu đồ tốt? Anh là chuột đồng à? Mất cả buổi chiều, Tanda và Vương Đại Ngư cuối cùng cũng hoàn thành sản phẩm gần như hoàn chỉnh. Tiếp theo là chờ cho nó nguội. Rất tiếc là bây giờ không có tủ lạnh. Mẹ, đem chúng đặt xuống giếng, như vậy sẽ nhanh hơn. Đúng, hiện tại chỉ có cách này. Sáng sớm hôm sau, Tanda không thể chờ đợi được nữa, đưa sản phẩm đã nguội vào. Mẹ có thể rồi, nó trông rất hấp dẫn. Đúng đấy, con trai, mau ăn đi, ăn xong rồi đi bán ngay. Được ạ, cả chục ký khoai mì, cuối cùng chỉ làm được 10 mấy ký bánh thạch. Sau khi ăn sáng, Tanda lấy ra xe kéo trong nhà, đặt bánh thạch lên trên, chuẩn bị ra đi. Hôm nay có đi bán ở rạp chiếu phim không? Hôm nay không đi đó nữa, ở đó quá nhiều người, dễ bị dân quân phát hiện. Con muốn đi đến nhà máy xử lý thịt, con nhớ nhà máy xử lý thịt có một cơ sở trông trẻ. Trẻ con nhất định thích ăn món này, chắc chắn sẽ bán được nhiều. Đừng đi, hãy chú ý an toàn, kiếm tiền nhớ mang một ít đồ ngon cho con dâu và cháu gái tôi. Nhà máy xử lý thịt hơi xa, Tanda mất khá lâu để đi đến, nghĩa là khoảng 1 giờ rưỡi mới tới nơi, nhưng may mắn là đến sớm. Lúc này là giờ cao điểm đi làm, nhiều phụ huynh đang đưa con tới trường mẫu giáo. Người từ phương Nam, người từ phương Bắc, nhìn một cái, xem một cái. Hai cô gái, nhìn vào món ngon không thể tin được của tôi, bánh xối hồng tinh khiết, bánh xối hồng tinh khiết, tên nghe khá mới mẻ. Chúng ta đi, đừng làm kẻ lừa đảo. Ở lại đây, các cô gái xinh đẹp, dù các cô mua hay không cũng không quan trọng, hãy thử trước, anh gọi tôi là gì, cô gái xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp. Được rồi, tôi sẽ thử. Không tệ chút nào. Nó thật sự ngon. Nói theo người Mỹ thì là về gì hết.
Cái này quá ngon. Không lạ là nó được gọi là bánh suối hồng tinh khiết ngon nhất vũ trụ. Nó thực sự ngon như vậy à? Cô gái xinh đẹp, cô nên thử nữa. Bánh suối hồng tinh khiết của bạn bán giá bao nhiêu? 20 xu mỗi cân, 10 xu một cái. Cô gái xinh đẹp, mua một cân đi. Khi nghe nói 20 xu một cân, cô gái có chút tiếc tiền, nhưng vẫn quyết định mua một cân. Mua một cân, có ngay. Đúng là cô gái xinh đẹp mạnh mẽ. Tam đa nói những lời ngọt ngào, làm phụ nữ vui vẻ tận hưởng. Chàng trai làm đồ ngon, miệng ngọt và triển vọng. Tôi cũng mua một cân. Cảm ơn hai cô gái xinh đẹp đã ủng hộ. Như vậy, tôi sẽ tặng mỗi người một miếng nữa. Bạn thật tốt bụng. Khi các phụ huynh đến đưa con, càng ngày càng đông. Thấy có người bán hàng ở đây, họ đều kéo đến xem. Tôi nói với các bạn, đồ ăn của chàng trai này đẹp mắt và ngon miệng. Thật là tuyệt vời, không sai. Nó còn ngon hơn nhiều so với những thứ bán ở cửa hàng. Có hai quảng cáo di động này, mười mấy cân bánh suối hồng tinh khiết biến mất chỉ trong nháy mắt. Chỉ còn lại một ít phần còn thừa. Đúng là người ở nhà máy chế biến thịt có nhiều tiền. Phần này còn lại bán giá nào? Chỉ còn mấy phần nhỏ thế này thôi. Tính một đồng cho bạn nhé. Tôi có thể đổi bằng xương không? Chồng tôi vừa mới mua xương về, con trai tôi cầm điếc. Tiền hết để chữa bệnh cho nó rồi. Mới nghĩ mua xương cho vợ con ăn bồi dưỡng sức khỏe đây. Lại có người tự mình đến đây rồi. Được, đổi. Đổi xong với chị gái, Tam đa đẩy xe đi. Anh ta không nhận ra, chị gái vừa đổi mua bánh rồi vẫn nhìn anh ta. Ánh mắt có phần lạ lạ. Hôm nay kiếm được hơn 30 đồng, thật là sung sướng. Đi cửa hàng hợp tác mua đồ ngon cho vợ con. Tên chữ kia. Ra đây cho tôi, mày có cớ gì không phân phòng cho tao? Một gia đình ba người của tao vẫn chật chội trong một căn phòng. Mày, tên chết dẫm, có ra không? Nếu hôm nay mày không nói rõ, thì tao sẽ làm mày không thấy ánh mặt trời mai. Tam đa nghe hiểu rồi, gã này đang kể chuyện về việc không công bằng trong việc phân phòng. Chuyện này thì chạy lẹ cho lành. Nhanh lên, nhanh lên. Chị mèn mặc áo hoa. Chị mèn mặc áo hoa. Mỗi năm xuân về chỗ này. Mỗi năm xuân về chỗ này. Sau khi về nhà, Tam đa thấy cảnh tượng ấm áp này. Anh đã không thấy vợ cười đã lâu. Nghe thấy tiếng động, Trần Mạn Linh nhận ra rằng Lục Tam đa đang nhìn mình. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đỏ bừng lên. Anh về rồi à? Ừ, anh về rồi. Tiểu tử này không tồi đâu. Tất cả đều đã bán hết rồi. Và còn mua được một số thứ nữa. Anh mua được cái gì thế? Mẹ, đây là 10 cân đường trắng, dùng để làm bánh. Và đây là xương thịt, ta sẽ nấu súp xương sau này, cho vợ và con gái con bổ sung dinh dưỡng. Và đây là bột mì và ngô, dành dần để ăn. Và còn có sữa bột và sữa, đây là thứ tốt đấy. Anh đã bỏ ra nhiều tiền phải không? Mẹ, cái này là sữa bột và sữa, dành cho vợ và con gái con uống. Mẹ đừng ăn vụng đấy, cảm ơn anh đã khiến tôi cười. Mẹ, kiếp trước mẹ đã ăn nhiều rồi, cái này mẹ đừng bận tâm nữa, cẩn thận bị đường huyết cao đấy. Cái thằng tiểu tử này. Tái sinh trở lại thập niên 80, sở hữu món tay vàng. Tam đa, em và của cô không muốn cái này đâu. Anh đổi lại đi. Trần Mạn Linh thấy tiếc tiền, cái này quá đắt đỏ. Phải bỏ ra bao nhiêu tiền đây? Người ta nói không cho đổi trả. Ô, đổi thành cái khác cũng được chứ. Người ta nói cũng không đổi đâu. Thôi thì để cho mẹ uống. Mẹ mạnh mẽ như châu kia, không cần uống cái này đâu. Thực sự là con trai mẹ tốt, làm tôi luôn vui, cảm giác nhẹ nhàng. Tam đa nói đúng đấy. Mẹ khỏe lắm, không cần uống cái này đâu. Con cũng đừng lo về tiền, Tam đa kiếm được. Bảo bối, đi, chúng ta đi hầm nấu canh xương. Chúng ta làm canh xương ăn. Ba cháu không cho ta uống sữa rồi. Tam đa vừa làm nửa ca xương nóng hổi. Đưa cho Trần Mạn Linh, nhanh thử đi. Ngọt không? Ngọt, ngọt lắm chứ. Giống lại là rất ngọt. Em nhìn có máy bay kìa. Tam đa, anh thật không biết xấu hổ. Đã ăn chưa rồi? Tam đa không dám dừng một chút nào. Anh ta định đi đào củ trên núi. Nếu đào nhanh, có thể kịp không ngày mai anh ta mới được về. Tam đa, em và anh cùng đi nhé. Hai người cùng đào sẽ nhanh hơn. Trần Mạn Linh nhìn thấy lúc Tam đa. Những ngày gần đây, anh ta như đã thay đổi. Đối với cô và đứa con, anh ta đã tốt hơn. Và anh ta cũng biết cách kiếm tiền. Vì thế cô muốn giúp Tam đa một chút. Nhưng em yếu đuối quá, đừng làm gì cả. Ở nhà nghỉ thôi. Thế để mẹ đi. Mẹ cũng được. Nhưng nếu mẹ đi, nếu có ai đụng đến vợ con thì sao? Không sao đâu. Em sẽ dỗ con gái đi ngủ một chút. Em đảm bảo không ra khỏi nhà cả buổi chiều. Được. Thế thì mẹ cùng con đi. Mạn Linh, đừng bao giờ ra khỏi nhà. Anh và mẹ sẽ quay về rất nhanh. Mặc dù hai ngày qua tâm trạng vợ anh ổn định nên có lẽ không có gì xảy ra, nhưng Tam đa vẫn lo lắng. Vì vậy ra khỏi nhà thì anh ta đi vội vàng. Tiểu tử này, đi chậm một chút đi, làm tôi mệt chết rồi. Mẹ ơi, mẹ sao thế? Không được thì nghỉ lại ở nhà đi, dù sao con cũng phải nhanh chút. Con không an tâm vợ con. Tiểu tử, có vợ con là không cần mẹ nữa đúng không? Không cần vợ con để họ chết đói sao? Tiểu tử này, anh dám sao? Tạm biệt anh nhé. Hai người làm việc cùng nhau thì nhanh, không mất nhiều thời gian. Hai người đã đào được nhiều như hôm qua. Đào xong khoai, hai người lại vội vã chạy về nhà. Khi về đến nhà, thấy vợ và con gái mình bình yên, Tam đa mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh ấy vẫn không ngừng lại. Ngay lập tức, anh ấy cùng mẹ làm bánh bông lan. Khoảng 10 giờ tối làm xong mọi việc. Những ngày qua, anh ấy thực sự mệt mỏi. Chẳng bao lâu sau khi nằm xuống, anh ấy đã ngủ thiếp đi. Bánh bông lan, bánh bông lan, bánh bông lan ngon. Lưu viện trưởng, chào buổi sáng. Cả nhà, chào buổi sáng. Người phụ nữ này là giám đốc nhà trẻ Lưu Lệ Nhung. Các bậc phụ huynh đang chào hỏi cô ấy. Người đàn ông hôm qua ở cửa nhà máy thịt kêu ca về việc phân phòng không công bằng. Anh ta làm sao lại lén lút thế này? Cứu tôi, bắt tên tội phạm này. Trả lại con gái tôi, thả con gái tôi ra. Anh muốn gì tôi sẽ đồng ý. Tôi muốn căn nhà, cô có thể cho tôi không? Trước tiên, hãy buông con gái tôi ra. Mọi thứ có thể thương lượng. Mơ đi, chồng của cô không phân phòng cho tôi thì đừng trách tôi. Dường như đây là vợ của giám đốc nhà máy thịt. Người đàn ông này không được phân phòng nên anh ta tức giận với con gái của giám đốc.
Lưu Đại Dũng, tôi cảnh cáo anh, ngay lập tức thả con gái tôi ra, nếu không, tôi sẽ đưa anh vào đồn công an. Họ Trừ kia, nhà đổi lấy mạng sống của con gái anh. Anh muốn giao dịch hay không? Lưu Đại Dũng, gia đình anh đã được phân một căn nhà, anh vẫn không hài lòng. Nhà máy còn nhiều gia đình, với 5-6 người mà vẫn chưa có căn nhà. Đừng nghĩ tôi không biết, anh đã nợ nần do cả cửa. Những người đó đang đòi nợ, mục đích của anh muốn có nhà là để lấy được căn nhà và sau đó bán đi. Tôi cũng không sợ anh biết, có đưa ra không? Về việc nhà cửa có thể thương lượng. Trước tiên, hãy buông con gái tôi ra, đừng lắm lời. Họ Trừ kia, anh nghĩ tôi tin anh à? Các đồng chí ở đồn công an, khi nào đến? Đã ở trên đường rồi, không đồng ý à? Được, đừng hối tiếc sau này. Chồng à, hãy đồng ý với anh ta đi. Không được, vấn đề nhà cửa không thể nói ra, nếu không sẽ rắc rối lắm. Chúng ta kéo dài thêm chút nữa, công an sắp đến rồi. Kéo dài thời gian à? Dù sao tôi cũng không có tiền, còn một con đường cuối là chết. Thì ra chỉ là một giấc mơ ác, nhưng cảnh trong giấc mơ lại thực tế đến vậy, như đã từng xảy ra một cách thật sự. Giấc mơ lần trước đã thành hiện thực, vậy thì lần này nếu mà thật, hậu quả không thể lường trước. Mẹ, con đi đây, sáng sớm tam đa chưa được ăn sáng, chị kéo bánh bông lan rồi về khu nhà sừng thịt. Tiểu tử, hôm nay sao sao ấy? Sau đó, lúc tam đa không đi thẳng đến nhà trẻ của nhà máy thịt mà đi đến đồn công an trước. Anh nghĩ dù là thật hay giả, đều nên phòng trước. Chuyện gì vậy, chàng trai? Đồng chí công an, tôi có báo cáo tình hình. Anh nói đi. Tam đã biết, chắc chắn không thể nói về cảnh trong giấc mơ của mình. Người ta sẽ coi anh như một người bệnh tâm thần. Đồng chí, tình hình là như thế này. Tôi ở gần trại trẻ em của nhà máy thịt, phát hiện một kẻ chống đối giai cấp. Thời đại này đề phòng kẻ chống đối giai cấp rất nghiêm ngặt, lo sợ kẻ thù phá hoại sản xuất xã hội chủ nghĩa. Vậy là khi nghe từ kẻ chống đối giai cấp, khuôn mặt của công an ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Kể chi tiết đi. Tái sinh về những năm 80, sử dụng ngón tay vàng để mơ thấy tương lai, mở ra con đường giàu có mới. Người này tròn trịa đầu to, trông rất xấu xí, còn giấu vũ khí. Vũ khí, anh chàng, báo cáo của anh rất quan trọng. Tôi sẽ sắp xếp người để truy bắt ngay lập tức. Đồng chí công an, kẻ chống đối giai cấp đang ẩn náu gần nhà trẻ của sừng thịt, nhất định đừng để hắn chạy mất. Sau khi đã giải quyết hết mọi việc, Tam Đa đã rời đi. Nếu nghĩ lại, cho dù giấc mơ này là giả, tối đa chỉ làm công an lãng phí công sức, nhưng nếu nó là sự thật, có thể cứu sống một đứa trẻ. Đến nơi bán bánh bông lan ngày hôm qua, Tam Đa bắt đầu quan sát im lặng xung quanh. Tốc độ của công an khá nhanh, họ đã sẵn sàng. Chàng trai anh đã đến, cho tôi một ký. Bánh bông lan hoa đào môn tuyệt vời nhất trong vũ trụ. Mỹ nữ, đợi một chút nhé, cửa hàng này vẫn chưa mở cửa. Được rồi, vì anh gọi tôi là mỹ nữ, tôi sẽ quay lại. Hiện tại có công an ở đó, chưa thể bán. Nếu tên côn đồ không bị bắt, thậm chí là đã bị bắt, cũng sẽ bị buộc tội làm ăn lợi dụng. Đó không phải là một kết cục tốt. Đến rồi đây, giám đốc Lưu trong giấc mơ đã đến. Chào buổi sáng, giám đốc Lưu, chào buổi sáng mọi người. Chính xác như trong giấc mơ, đúng là người đó. Chính là tên này, bắt tên xấu xí này không để hắn ta trốn thoát. Mấy đồng chí công an nghe thấy tiếng, nhìn thấy tên lùn xấu xí, lao vào ngay lập tức. Thả tôi ra, hôm nay chúng mày may mắn nhé. Đợi xem tao sẽ làm gì, chờ tao ra, tao sẽ làm cho gia đình mày tàn nát. Anh chàng này theo tôi một chuyến nhé. Đồng chí công an, tôi không cần phải đi phải không? Anh chàng, anh đã làm một việc lớn đấy. Nếu không phải anh báo cáo tình hình, kẻ chống đối giai cấp đã phá hỏng bức tường xã hội chủ nghĩa. Và tiếng la của anh cũng rất tốt khi bắt tội phạm. Nếu không phải anh la kịp thời, chúng tôi cũng không thể bắt tội phạm một cách chính xác như vậy. Nếu tôi đi, thì bánh này của tôi thế nào? Anh chàng, cái anh chở trên xe là cái gì? Đồng chí, đây là bánh nhỏ mẹ tôi làm, để gửi cho họ hàng. Do chính sách hiện tại vẫn chưa được thực hiện, nhiều kinh doanh cá nhân ở những nơi nhỏ vẫn chưa được phép. Anh chàng, đừng nói dối tôi biết anh đang bán trộm. Đồng chí công an, anh đừng đùa như thế, tôi cam đoan với Tổ quốc, chắc chắn không phải bán đâu. Anh không cần lo lắng, chính sách năm ngoài đã được áp dụng, nói rằng quốc gia ủng hộ mua bán cá nhân, chỉ là việc thực hiện ở những nơi nhỏ chậm. Nhưng đây là xu hướng phát triển chung của tình hình. Hiện nay chính sách đã được nới lỏng, ở phía trên cũng đang bao dung. Chỉ cần anh không phạm pháp, quốc gia cho phép kinh doanh cá nhân. Nói thế là quốc gia cho phép kinh doanh cá nhân, đúng, anh đã làm một việc lớn, tôi cam đoan với anh. Nếu có ai tố cáo anh lợi dụng cơ hội, anh hãy đến đồn công an tìm tôi sẽ giải quyết cho anh. Cảm ơn đồng chí công an, khi nào tôi muốn kinh doanh, tôi sẽ tìm anh. Ngày hôm nay đây là quà tặng cho họ hàng. Tốt lắm, anh thật là tài năng. Tam Đa vẫn thông minh đấy. Nếu người đó cố ý gài bẫy cho anh thì sao? Trưởng phòng hiện tại tình hình thế nào? Thì ra đây là trưởng phòng à? Anh ấy vừa nói có vấn đề tìm anh. Có vẻ như anh ấy không lừa tôi. Lão Trử, như anh chàng này báo cáo tình hình kịp thời, mới cứu được mạng con gái anh. Tên tội phạm Lưu Đại Dũng làm việc trong công ty anh phải không? Anh ta đã thú nhận hết. Bởi vì nợ nặng nề tiền cờ bạc, anh ta ép anh phải nhường căn nhà. Anh ngờ anh không đồng ý, vì vậy anh ta đang muốn tấn công con gái anh. Anh chàng, cảm ơn anh. Chiến đấu với kẻ chống đối giai cấp là điều tôi phải làm. Anh tên gì? Tôi tên Lục Tam Đa. Anh chàng trẻ này tư tưởng cao cả quá, đi đến đi lui đã làm mất vài giờ đồng hồ. Tam Đa quay lại nhà máy thịt đã gần trưa. Anh ấy nhìn vào bánh bông lan lo lắng, giờ đã quá giờ, thời gian cao điểm giao trẻ nếu không bán được vào buổi sáng, chỉ có thể đi rạp phim vào buổi chiều để thử vận may. Anh chàng, chút nữa bạn hãy đến văn phòng trẻ em sau giờ làm của tôi. Tôi không biết giám đốc Lưu gọi tôi vì lý do gì, hãy vào đó xem. Đi ra, không được đậu xe ở đây. Ông già, tôi đến gặp giám đốc Lưu. Đây là bánh bông lan, ông thử đi. Anh chính là Lục Tam Đa phải không? Giám đốc đang đợi anh bên trong, hãy vào nào. Được rồi, chiếc xe này để đó anh đừng lo. Có tôi ở đây, không ai dám đụng tới. Tôi còn thì xe con. Cảm ơn ông già, người già vẫn là người già.
Thái độ thay đổi theo tình cảm là chuyện thường. Giám đốc Lưu, chị gọi tôi vì lý do gì? Lục Tam Đa, anh chính là anh chàng bán bánh bông lan phải không? Đúng vậy, tôi sợ anh không tiện nói trước mặt trưởng quan, nên mới nhờ bạn đến trường mầm non tìm tôi. Bánh bông lan của anh rất ngon. Hôm qua một phụ huynh đã mang cho tôi một miếng. Sau khi thử, tôi rất hài lòng. Vậy sao? Vì vậy hôm nay, bánh bông lan của anh, chúng tôi sẽ mua hết. Trước đây, bánh chiều của trường mầm non được nhà máy thực phẩm của huyện cung cấp, nhưng gần đây đơn đặt hàng của nhà máy thực phẩm quá nhiều, bận quá không kịp. Tôi đang loay hoay tìm đối tác hợp tác, thì anh lại tự mình đến. Anh nói đó có phải là duyên phận không? Tôi cảm ơn giám đốc Lưu. Từ hôm nay, mỗi ngày anh mang một lần bánh bông lan này. Mỗi lần 20 cân, có thể làm được không? Liên tục trong 7 ngày là được. Bởi vì nguyên liệu của bánh bông lan này theo mùa. Ví dụ, hoa đào chỉ nở trong vòng 10 ngày. Tôi chỉ có thể đảm bảo trong 7 ngày. Quá 7 ngày thì không dám đảm bảo. Nhưng mẹ tôi rất giỏi làm bánh. Khi đó sẽ làm các loại bánh mới. Tôi đảm bảo mỗi lần đều ngon. Nếu không ngon hoặc trẻ em không thích, chúng ta có thể dừng hợp tác. Ý tưởng này tốt. Vừa đảm bảo thời gian, vừa không cần lo lắng các em ăn nhàm chán. Quyết định này thế là đã định. Anh suy nghĩ rất rõ ràng. Tôi thích hợp tác với người thông minh. Cảm ơn giám đốc Lưu. Tam Đa đã thành công trong việc hợp tác với trường mẫu giáo và nhận được tiền hôm nay. Bánh bông lan hôm nay 20 cân, này là 36 đồng. Tam Đa vui vẻ khi nhận được tiền. Không ngờ may mắn đến nhanh như vậy, không cần phải lo lắng về nơi thu mua và cũng không cần phải giấu giếm và đối diện với nguy cơ bị bắt, và còn tiết kiệm được nhiều thời gian để có thêm thời gian bên vợ con. Cảm ơn giám đốc Lưu. Tam Đa vui vẻ kéo xe về nhà. Không ngờ một phụ nữ lại trực tiếp quỳ xuống trước mặt anh. Xin em cứu tôi. Cô là ai? Tôi không thể cứu cô. Em à, em không nhận ra tôi à? Tam Đa nhìn người phụ nữ quen mặt, nhớ lại một chút, cô ấy chính là người anh đổi bánh bông lan bằng xương ngày hôm qua. Tôi không quan tâm cô có vấn đề gì, tôi không thể giúp cô. Tam Đa không muốn can thiệp vào nhiều chuyện vớ vẩn, anh tiếp tục kéo xe đẩy về nhà. Không ngờ người phụ nữ lại âm thầm theo sau, anh vội vã đi trên đường, không nhận ra. Mẹ, Mạn Linh, quả quả, tôi đã trở về. Mạn Linh, đôi giày này làm cho ai nhà? Mẹ ơi, ngân đồng này là để mẹ mua đồ ăn cho nhà. Con trai tôi biết hiếu thảo rồi. Con yêu, đây là của con, dành để mua kẹo đấy. Quả của mau trả tiền lại cho ba. Tiền này là quả của quả. Mau nhận đi, cảm ơn ba. Trần Mạn Linh lúc này cảm thấy một chút thất vọng. Tam Đa thực sự không cho cô tiền, nhưng cô cũng chưa bao giờ hy vọng vào điều đó. Cô buồn bã cúi đầu xuống. Em, đây là 30 đồng, toàn bộ cho em. Tiểu tử không biết xấu hổ, có vợ là quên mẹ. Tôi giúp lại lời khen ngợi vừa rồi. Quả của đi, làm bữa cơm với bà nội đi. Không để ý hai người họ nữa. Em không cần, em là chủ của gia đình này. Tiền này nên do em quản lý. Thật sự, em không cần. Nếu anh muốn kinh doanh và kiếm tiền, thì tiền này làm vốn. Em hãy giữ dùm anh trước. Khi nào anh cần, anh sẽ lấy. Từ nay, mỗi khoản tiền anh kiếm được sẽ đều đưa cho em. Anh là người kiếm tiền, em là người quản lý tiền. Tam Đa nói khiến cho mặt Trần Mạn Linh đỏ ửng. Cầm tiền trong tay, không biết có nên nhận hay không. Mũi cô ấy cay cay. Trước đây Tam Đa chưa bao giờ cho cô ấy tiền, ngay cả khi cô vừa ốm, cũng là cô ấy mượn từ anh họ ra. Nếu không phải là đến cùng đường, cô ấy sẽ không đi tìm anh họ. Tổng cộng mượn 50 đồng, cho đến bây giờ vẫn chưa trả hết. Trước đây anh ta thích Mạn Linh, nhưng sau đó cô ấy lấy Tam Đa. Anh họ mãi chưa cưới vợ. Cô ấy luôn do dự liệu có nên nói với Tam Đa không. Cô ấy sợ nói ra Tam Đa sẽ đánh cô, nói rằng cô ấy quyến rũ đàn ông khác. Nhưng hiện nay Tam Đa và mẹ chồng đã thay đổi. Hôm nay Tam Đa đưa cho cô ấy 30 đồng, cộng với 20 đồng mà mẹ chồng đã cho lần trước, đã đủ 50 đồng, có thể trả lại cho anh họ rồi. Nhưng nếu không nói một tiếng mà trả, và bị Tam Đa và mẹ chồng biết, liệu có bị đánh không nhỉ? Trong một thoáng, Trần Mạn Linh lo lắng không yên. Mạn Linh, em sao vậy? Có điều gì muốn nói với anh à? Dù sao đi nữa, hãy giữ tiền lại trước. Tam Đa, có một chuyện em chưa bao giờ nói với anh. Nếu em nói ra, đừng trách em. Em chỉ cần nói, anh không trách em. Lần trước của ốm. Nhìn Mạn Linh chỉ ra ngoài, Tam Đa quay đầu nhìn. Người phụ nữ đã quỳ trước mặt trước khi về, bây giờ lại quỳ ở đây. Xin mọi người cho chúng tôi ở lại. Chúng tôi mẹ con thực sự không thể sống nữa. Thật không ngờ những ngày qua anh lại tốt với tôi như vậy. Thì ra là để nịnh tôi, muốn đưa người phụ nữ và đứa bé ở ngoài về nhà nuôi. Lục Tam Đa, tôi sẽ cho anh vừa lòng. Tôi đi ngay bây giờ. Mạn Linh, hãy nghe anh giải thích. Có gì để giải thích chứ? Người ta đã tìm đến cửa rồi. Tôi đi đây. Mẹ, nhanh ra đây. Mẹ, mau đuổi người phụ nữ ở cửa đi. Con không biết cô ta. Mạn Linh, anh thật sự không biết cô ta. Đừng nói dối tôi, những năm qua anh đã dối gạt tôi đủ rồi. Tôi mệt mỏi với cuộc sống như thế này. Chúng ta ly hôn đi. Không, Mạn Linh, đừng vội. Anh thừa nhận anh đã làm những việc rất đề tiện trước đây, nhưng anh thề, anh không bao giờ làm điều gì làm em buồn nữa. Anh có thể đối mặt với người phụ nữ đó trực tiếp. Tam Đa dẫn Mạn Linh đến gần người phụ nữ, nhưng thấy mẹ không đuổi đi, lại khóc. Mẹ, con không phải bảo cô ấy đi sao? Xin cô ra ngoài, tôi không muốn Mạn Linh hiểu lầm. Tam Đa, đừng có vô lễ thế. Mẹ định làm con chết à? Tam Đa là tôi đây, em không nhận ra tôi à? Cô đang chơi trò gì thế? Đây là cô chị họ lễ phần mà, anh không nhận ra à? Người chị họ bị bắt khi còn nhỏ. Mẹ, này là sao vậy? Hãy để chị họ kể từ từ. Dì lớn, Tam Đa, sau khi bị bắt, tôi đã bị bán vào một vùng núi nghèo, làm con cái cho một ông già, phục vụ cho ông ta nấu ăn, giặt giũ. Nhưng ông già đã chết trước khi tôi lớn lên. Người cháu muốn tiền, lại bán tôi sang một vùng núi khác. Nhưng vùng núi này lại gần huyện chúng ta. Đó là 6 năm trước, anh ta bán tôi cho một người đàn ông trên 30 tuổi. Người đó chính là Lưu Đại Dũng. Lưu Đại Dũng,
Lư Đại Dung có một người chú làm việc tại nhà máy thịt của huyện chúng ta. Anh ta muốn thay chú làm việc, đã dã man giết chú. Nhưng chỉ có một mình tôi biết điều đó. Cảnh sát nhà máy nghĩ rằng chú ông ta đã chết vì bệnh. Theo quy định, Lư Đại Dung đã vào làm tại nhà máy thịt. Tôi là người thân, đã theo Lư Đại Dung đến nhà máy thịt. Sau khi đến nhà máy thịt, tôi đã đi hỏi tin nhà. Nhưng sau đó biết cha mẹ tôi đã chết. Tôi đã đến nhà em, nhưng tôi quên nhà em ở đâu. Không tìm được nên tôi buông. Ban đầu tưởng Lư Đại Dung đã có việc ổn định, có thể sống cuộc sống tốt. Nhưng không ngờ hắn vẫn thế, rượu chè và đánh bạc, làm mọi trò xấu. Sau đó hắn vay nợ đánh bạc, chủ nợ đến đòi nợ, nên sáng nay đã xảy ra tình huống đó. May mắn có Tam Đa mới tránh được một vụ thảm kịch. Có chuyện gì vậy? Tam Đa kể lại những gì xảy ra sáng nay, làm Vương Đại Ngư và Trần Mạn Linh đều giật mình. Mẹ, tối qua con lại mơ thấy, sáng nay tôi cảm thấy anh có chuyện gì đó. Tiểu tử, làm tốt lắm, cũng là hành động can đảm, nhưng lần sau có chuyện gì nói với mẹ. Mẹ đỡ lo. Sáng nay sau khi Lư Đại Dũng bị bắt, theo yêu cầu của công nhân nhà máy, ngay lập tức thu hồi căn nhà đó. Trước đó, tôi luôn làm việc tại nhà trẻ, nhưng sau vụ việc, phụ huynh đều yêu cầu tôi rời đi. Giám đốc Lư không còn cách nào, chỉ có thể đồng ý để tôi đi. Lư Đại Dũng làm quá nhiều việc xấu, lần này việc giết chú của hắn chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cho dù hắn không chết, cũng phải ngồi trong tù cả đời. Tôi một người phụ nữ và một đứa con cưng, không thể sống được nữa. Vào lúc đó, tôi thấy Tam Đa đang mang bánh bông lan đến nhà trẻ. Thực ra, khi tôi gặp Tam Đa lần đầu tiên hôm qua, tôi cảm thấy quen, nhưng không dám nhận. Qua nhiều năm, người đã thay đổi quá nhiều. Sáng nay khi thấy vết sẹo sau tai của Tam Đa, tôi mới dám chắc chắn cậu em trai của tôi. Nhưng lúc đó tôi không dám nhận, chỉ cứ theo sau. Thấy mọi người bán bánh bông lan, chắc chắn cần sự giúp đỡ, và tôi đã mặt dày đến đây. Dì lớn, Tam Đa, tôi thực sự không còn đường sống, xin mọi người giúp đỡ tôi. Nhìn thấy Trương Lệ Phần đáng thương, trong lòng Vương Đại Ngư cảm thấy không vui. Hiện tại gia đình thực sự cần sự giúp đỡ, khẩn trương làm khoai để làm bánh bông lan. Những việc này rất tốn sức, nhưng Vương Đại Ngư không nói gì. Con dâu là một phần quan trọng trong gia đình, bà ấy phải được sự đồng ý của Trần Mạn Linh. Mạn Linh, em nhìn này, đây là bức ảnh của anh và chị họ Lệ Phần từ khi nhỏ. Chị ấy thật sự là chị họ của anh. Tam Đa, em đã hiểu nhầm anh, nhưng em có đồng ý để chị họ ở lại nhà không? Trần Mạn Linh lo lắng, trong gia đình, lúc nào cũng là Vương Đại Ngư làm chủ. Khi nào đến lượt cô ấy phải nói chuyện, anh và mẹ nó là quyết định. Con là một phần quan trọng trong gia đình, phải có sự đồng ý của con, chúng ta mới có thể quyết định. Lệ Phần, đừng trách gì. Cuối cùng thì Trần Mạn Linh là con dâu của dì, nếu cô ấy không đồng ý, dì không thể vì giữ lại cháu mà gây ra mâu thuẫn trong gia đình. Dì, cháu hiểu rồi, em dâu, xin em đấy, chị sẽ làm bất cứ công việc gì, chị và đứa bé chỉ cần có bữa ăn, sẽ không làm phiền em. Chỉ cần Tam Đa và mẹ đồng ý, em đồng ý. Tam Đa biết rằng vợ xinh đẹp và tốt bụng, chắc chắn sẽ không để người khác gặp khó mà không giúp đỡ. Vì vậy chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý. Thế là đồng ý như vậy. Từ hôm nay, Lệ Phần sẽ tạm trú tại nhà chúng ta, quản lý 3 bữa ăn hàng ngày, tiền công tính riêng. Dì, cháu rất biết ơn mọi người đã nhận chúng cháu. Cháu không thể nhận tiền công của dì, cháu đi làm trước. Mạn Linh, vậy thì đừng tính tiền công cho chị, đợi sau này khi kinh doanh nhà mở rộng thì nói, có được không? Con nghe mẹ. Ý kiến của anh thì sao? Tam Đa không nói gì, chỉ liếc Vương Đại Ngư có ý để bà đi. Được, tôi đi, tôi là người thừa trong nhà rồi. Mạn Linh, em vừa ghen đó à? Trần Mạn Linh rụt rè không chịu nổi. Cô ấy thừa nhận, khi nhìn thấy Trương Lệ Phần lần đầu tiên, cô ấy thực sự đã ghen. Cô ấy không biết tại sao lại có cảm giác như vậy. Nói ra là tự thừa nhận rồi đấy. Sau này anh gặp phải tình huống giống vụ trường mẫu giáo thì phải cẩn thận nhé. Anh đang lo cho em hay là em lo cho anh nhỉ? Vợ tôi biết thương chồng, sau này anh cũng sẽ thương em nhiều hơn. Không biết xấu hổ, anh không cần xấu hổ, anh cần em. Mạn Linh, sao vậy? Mẹ, mau đến đây. Chuyện gì vậy? Mẹ, Tam Đa, em có bầu rồi. Tốt quá, tôi lại sắp làm bố rồi, tôi lại sắp làm bà rồi, tôi sắp có cháu trai rồi. Mẹ, Tam Đa, nếu em có con gái thì sao? Mẹ sao lại nói chuyện như vậy? Đề cập đến cháu trai làm gì? Làm cho Mạn Linh buồn, tôi nói ngớ ngẩn quá. Cháu gái ta cũng thích mà, chỉ cần là máu mủ của nhà Lục, ta đều thích. Mạn Linh à, đừng áp lực quá nhé, cả anh và mẹ đều không quan tâm con trai hay con gái. Nghe lời Tam Đa, chân Mạn Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có sự thay đổi lớn từ Tam Đa và mẹ, cô ấy không dám nói. Buổi chiều, bà Vương Đại Ngư ở nhà để chăm sóc Trần Mạn Linh. Tam Đa và Trương Lệ Phần đi đào khoai, bận rộn cả buổi chiều. Tối, Tam Đa nằm ngủ vì mệt. Bà, bác em trai. Mẹ, con có chuyện gì không? Mẹ, con lại mơ rồi. Mơ thấy gì? Con mơ thấy mưa to, nhà của bác hai bị sập, cả nhà bị nát. Con mơ, nhà của bác hai sập vào ngày nào? Không rõ nhưng chắc chắn là đêm mưa. Tôi nhớ trong kiếp trước, Vương Thiện đã bảo bốn người con trai của anh ta mỗi ngày đào từng nhà bác hai trong sân nhà họ. Sau khi đào xong, họ lại đổ nước vào trong, mục đích là muốn làm nhà của bác sập và giết người. Như vậy, anh ta có thể giành được căn nhà. Nếu căn nhà của gia đình bác con thực sự đổ sập, thì bác ấy sẽ không thoát được. Mối quan hệ giữa nhà bác hai và nhà ta rất tồi tệ. Đột nhiên chạy đi nói với họ rằng căn nhà sẽ đổ sập sau vài ngày, yêu cầu họ ngay lập tức di rời ra khỏi đó. Họ chắc chắn sẽ không tin. Tất cả đều là tại việc mẹ đã làm những việc tệ hại trước đó. Gia đình của bác con mới là người thật sự giúp đỡ chúng ta. Điều này không thể không quan tâm. Dựa vào thời tiết, có lẽ trong vài ngày trời sẽ không mưa. Chúng ta sẽ nghĩ ra phương pháp khác. Trong kiếp trước, nhà của bác đã rất tốt với gia đình Tam Đa, ngay cả tiền làm tang của bà Tam Đa sau khi qua đời cũng là nhà bác giúp lấy. Nhưng vì Vương Đại Ngư quá tệ hại, không thể nhìn rõ sự thật và còn giúp kẻ bên ngoài hãm hại gia đình bác, điều này đã làm cho mối quan hệ giữa hai nhà rất căng thẳng hiện tại. Chỉ có thể như vậy trước tiên, vì hôm qua đã thỏa thuận với Lưu Lệ Nhung ở nhà trẻ, nên hôm nay bán bánh bông làm rất thuận lợi. 20 cân đấy, bán được 40 đồng. Tam Đa nhận 40 đồng và đi luôn tới cửa hàng hợp tác xã. Sau đó, anh ấy lại quay trở lại văn phòng của Lưu Lệ Nhung. Đồng chí Tam Đa, sao lại quay lại? Chị Lưu,
hai lon sữa bột này tặng cho con gái chị. Hôm đó con chị bị hoảng sợ, nên tôi đặc biệt mua để tặng cho cô bé bồi bổ sức khỏe. Lưu Lệ Nhung hơi ngạc nhiên và hạnh phúc. Thời nay sữa bột là đồ hiếm. Nhà cô ấy có điều kiện tốt, nhưng cũng không phải lúc nào cũng uống được sữa bột. Tôi không thể nhận cái này. Hiệu trưởng Lưu, tôi còn việc cần nhờ và chị. Được, anh nói đi. Hiệu trưởng, tôi muốn nhờ chị giúp một việc. Tôi muốn chị giúp tôi trung gian, giới thiệu cho tôi nhà trẻ của nhà máy. Nhà trẻ của nhà máy cơ khí và nhà trẻ của nhà máy giấy. Tôi muốn thiết lập mối quan hệ hợp tác với họ. Lưu Lệ Nhung rất ngạc nhiên. Cô đã lâu nhận ra Tam Đa không phải người tầm thường. Đầu tiên là dùng danh nghĩa của con gái để tặng quà cho cô, và không ngờ là ngày hôm qua cô đã tiết lộ nhà máy thực phẩm có quá nhiều đơn hàng gần đây. Dựa vào một chút thông tin đó, anh ta trong một đêm đã nghĩ ra hợp tác với những nhà trẻ này. Anh ta rất thông minh. Một lúc, Lưu Lệ Nhung im lặng. Hiệu trưởng Lưu, có vấn đề gì không? Tôi biết mấy hiệu trưởng đó, cũng có thể giới thiệu anh cho họ. Nhưng việc họ chấp nhận sản phẩm của anh tôi không dám chắc. Sau cùng, những nhà trẻ này đều thuộc về các doanh nghiệp nhà nước, có kênh phân phối rộng rãi. Điều này anh hiểu chứ? Hiệu trưởng, nếu chị có thể giới thiệu cho tôi sẽ rất biết ơn. Không biết khi nào chị có thể giới thiệu chúng tôi gặp nhau. Anh thật là một người nóng vội. Tôi sẽ gọi điện cho họ ngay đây. Dưới sự giúp đỡ của Lưu Lệ Nhung, ba hiệu trưởng đều đồng ý gặp Tam Đa. Cảm ơn hiệu trưởng Lưu, tôi đi trước nhé. Tam Đa, cầm hai lon sữa bột này về đi. Tôi giúp anh không phải vì hai lon sữa bột này, mà là vì anh đã cứu sống con gái tôi, là phẩm chất của anh đã thuyết phục tôi. Hiệu trưởng Lưu, tôi cũng không phải vì hai lon sữa bột mà nhờ chị, mà là vì tôi tin vào năng lực và phẩm chất của chị, cũng như sự tôn trọng của tôi đối với chị.